Lời đầu tiên cảm ơn xin chào tất cả quý anh chị nha. Chào mừng tất cả quý anh chị đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Phi Ngân Bất Động Sản. Thì hiện tại em đang có mặt tại đường 2 tháng 4 rồi quý anh chị. Đường 2 tháng 4 thuộc phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang nha. Thì như cái tiêu đề mà video hôm nay em có ghi á, thì hôm nay em sẽ quay và giới thiệu cho quý anh chị mình một cái căn nhà thuộc mặt tiền đường 2 tháng 4 luôn. Diện tích là 83m2 và chủ đang chuẩn bị định cư qua Mỹ, cho nên là nhờ em bán lại giùm. Thì bây giờ em sẽ quay tổng quan cái vị trí xung quanh và cái căn nhà cho quý anh chị cùng xem nha. Đó, cái đường này là đường 2 tháng 4 rồi quý anh chị. Cái hướng này là hướng đi về trung tâm thành phố Nha Trang nha. Đó, chỗ này là cái ngã tư. Đó, ngã tư xe đèn đỏ nè. Đó, phía đối diện quý anh chị đó là cái bến xe phía bắc thành phố Nha Trang. Và cái đường kia là đường Điện Biên Phủ nha quý anh chị. Đó, cái đường đó mình đi thẳng ra khoảng 1,3 km là mình sẽ tới biển Hoàng Trồng, gọi là bãi tắm Hoàng Trồng Nha Trang á. Thì bây giờ em sẽ đi bộ từ đây tới cái căn nhà cho quý anh chị xem nha. Chủ đang cần tiền gấp để nên bán lỗ căn nhà mặt tiền được 2 tháng 4. Đó, cách cái bến xe phía bắc đây nha quý anh chị là khoảng vài trăm mét thôi. Đó, bây giờ em sẽ quay từ đây tới đó cho quý anh chị xem nha. Chủ đang chuẩn bị định cư qua Mỹ mà thiếu tiền, cho nên là bây giờ cần bán lỗ lại. Lúc trước là định bán với 10 tỷ lận, nhưng bây giờ là cần tiền cho nên là bán lỗ 2 tỷ, là bây giờ chỉ còn có 8 tỷ thôi. Và vẫn còn 8 tỷ là đã bao gồm tất cả các chi phí, thuế phí sang tên nha quý anh chị. Quý anh chị mua về là chỉ có ở thôi, chứ mình mua về mình sở hữu chứ mình không còn phải là đóng mất công đóng phí nữa. Đó, em quay sơ bộ con đường này cho quý chị xem nha. Con đường cực kỳ rộng luôn, là một trong những cái đường chính huyết mạch của thành phố Nha Trang nha. Đó, từ đây mình xung quanh đây thì mình gần trường đại học Nha Trang nè, đi khoảng 1,5 km tới đại học Nha Trang. Đó, chợ Vĩnh Hải thì mình cũng sẽ đi theo cái hướng hồi nãy đó quý chị. Mình đi khoảng từ đây đi chứ chợ Vĩnh Hải khoảng 800 m thôi. Đó, đường cực kỳ rộng nha quý anh chị, hai làng. Đó, chính giữa có vườn hoa rất là đẹp. Cái thời điểm em quay đây là cũng là sắp tới Tết rồi, khoảng 5 ngày nữa tới Tết rồi. Nhưng mà vì chủ nhà họ cần tiền quá cho nên là họ nhờ em bán, cho nên em phải tới em quay liền. Cái đường kia là đường Nguyễn Xiển nha quý anh chị. Mình đi thẳng đường đó là mình sẽ đi tới, đầu tiên là mình sẽ gặp cái trường là trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang. Đi khoảng 1 km nha. Và mình sẽ đi ra quốc lộ 1A. Đường đó đi ra quốc lộ 1A, hay còn gọi là đi ra đi ra quốc lộ 1A. Còn đường này sẽ là cái đường đó là đi ra nhà máy sợi quý anh chị, hồi nãy em quên. Nhà máy sợi nổi tiếng. Còn cái đường này là mình sẽ ra tới khu Lương Sơn, xã Lương Sơn, xã Vĩnh Lương. Đó, đi khoảng 2 km nha. Đi ra cũng là nhiều quốc lộ 1A đó. Đó, chỗ này là ngã ba nè, ngã ba. Ngã ba giao quốc giữa 2 tháng 4 cũng như là đường Nguyễn Xiển nè. Đó, và cái miếng đất mà em muốn giới thiệu á là có sẵn cái nhà nha quý anh chị, đang hiện tại là đang kinh doanh quán nét. Và chủ nhà chuẩn bị định cư qua Mỹ cho nên là muốn em quay em bán giùm. Thì em quay tổng quan nè, cái nhà đây ngay chiếc xe em đậu á. Ở phía trước mình đây. Đó, chỗ này kinh doanh rất là sầm uất nha quý anh chị, xung quanh là kinh doanh rất là nhiều nè. Đó, chỗ kia cái nhà ba. Đó, chỉ cần quẹo qua cái nhà ba là tới đây là cái vị trí căn nhà là mẹ muốn quay cho quý anh chị hôm nay đây. Hiện tại là đang kinh doanh tiệm nét nha. Đặc biệt cái lô này là em sẽ để số điện thoại của chủ lên cho quý anh chị gọi trực tiếp với chủ luôn nha. Đây, chiếc xe của em đậu phía trước nhà. Thì cái mặt tiền này rộng khoảng 4,5 m nha quý anh chị. Tổng diện tích là 83, gần 84m2. Và quý anh chị quan tâm thì các bạn Zalo của em 0353687732 thì em sẽ gửi cho quý anh chị mình cái sổ hồng của cái căn nhà này. Và nếu quý anh chị mình muốn theo thương lượng giá thì em sẽ cho quý anh chị gặp trực tiếp chủ để mình thương lượng luôn. Thì cam kết với quý anh chị đây là cái giá tốt nhất tại khu vực
mặt tiền 24. Chỗ này đi ra biển cũng khoảng 11,5 km thôi, ra đi xe máy chưa tới 5 phút. Đó, hiện tại thì đang kinh doanh là game nha quý chị. Tại đang kinh doanh game. Thì em quay sơ sơ ở ngoài thôi. Chứ lô này cực kỳ vuông vắng. Đó, kinh có 1 tầng nữa. Hiện tại là nhà thiết kế 2 tầng nha. Quý chị mua về có thể làm cửa hàng kinh doanh rất ok nè. Đó, em quay xung quanh cho quý chị xem nè. Đó, phía trước mình là đường 24 nè. Không? Đường Nguyễn Xiển. À, thì cái khu vực phía bắc này là bao gồm tất cả các loại các trường giống như là làng đại học vậy đó. Có rất nhiều trường lớn của Nha Trang đều nằm khu vực phía bắc này hết, như là trường đại học Nha Trang nè. À, cách đây là khoảng 2 km nè, 1,5 đến 2 km thôi. Đi đường kia là mình đi thêm khoảng 1 km là tới trường cao đẳng sư phạm. Với cái đường Điện Biên Phủ hồi nãy em quay cho quý chị cái hướng ra biển á là mình sẽ đi ra tới trường cao đẳng du lịch nè. Trường cao đẳng Khánh Hòa, trường đại học Khánh Hòa ngoài biển nè. Nói chung là trong bán kính 2 km là đầy đủ tất cả các trường luôn. À, ở khu vực này thì có trường đại học thông tin liên lạc nữa, đi khoảng 1,5 km thôi. Khu vực này thì không thiếu một cái trường nào cho quý chị. Quý chị ở đây thì tiện ích dân sinh đầy đủ. Và đặc biệt là mặt tiền đường 24 thì quý chị có thể là mình kinh doanh buôn bán rất là nhiều các loại hình kinh doanh. Như hoặc là mình mở văn phòng kinh doanh khách sạn, mình mở văn phòng ký gửi nhà đất cũng được, bất động sản tùy vào nhu cầu kinh doanh của anh chị. Cái vị trí đắc địa lắm. Lúc trước có người tới đây trả cái nhà này khoảng 11 tỷ thôi mà chủ không bán, do lúc đó là chưa có tận tiền lắm, nhưng bây giờ cần tiền cho nên mới quay bán nha quý anh chị. Đó, thì số Zalo của em á, mà nếu quý anh chị mình muốn gọi trực tiếp chủ thì em cũng sẽ cho số chủ cho quý anh chị mình gọi thương lượng chủ trực tiếp luôn nha. Đây quý anh chị, nhà 2 tầng nha. Em cảm ơn quý anh chị đã xem video của em nha. Mà nếu video quý anh chị thấy hay thì có thể like video này, đăng ký kênh ủng hộ cho em, cũng như là nhấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những video mới nhất từ kênh YouTube của Thiên Hằng Bất Động Sản nha. Em cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại quý anh chị mình vào những video tiếp theo của em nha.